Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Ôi, hôm nay trời mưa quá ta. Ôi, trời âm u hết luôn mọi người ơi. Ở ngoài cũng mưa mà trong game cũng mưa luôn. Rồi, hôm nay thì có đồ mới cho mọi người. Đây. À, cái hôm nay thì ủa, hết quà nhận hết. Hôm qua mình quên nhận cái hộp kim cương rồi. Trời đất ơi. Rồi sao mà nhận được đây mọi người? Lỗi rồi. Đây, cho mọi người xem là đồ mới nha. Mình đã mua rồi mà ở đây thì có hai bộ là đây đồ mới các bạn, pyjama đồ ngủ nha mọi người, đồ độc quyền luôn ấy. Thì các bạn sẽ nhận được nếu mà gói đầu tiên ấy, thì nó, mình thấy nó xấu hơn cái gói thứ hai nha, thì các bạn sẽ nhận được cái mũ nón xoắn ốc mà bộ đồ, nhưng mà đổi lại đó là cái bộ đồ pyjama đồ ngủ nó sẽ xịn hơn nha mọi người, và bộ đồ ngủ sọc xanh ha. Rồi cái bộ thứ hai ấy, thì các bạn sẽ được cái bộ đồ ngủ này thì hồi xưa trong phần quà tặng nè, nhưng mà giọng hành đưa cho em đây, nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ được cái mũ mặt nạ mặt mèo ha, rất là dễ thương luôn, và một cái dép gấu bông. Rồi thì mình đã mua gói này rồi các bạn. Còn cái gói này ấy, thì cái bộ đồ pyjama thì nó đẹp hơn đấy, bộ đồ này pyjama đẹp hơn nhưng mà cái mũ thì nó xấu hơn nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho mọi người xem cái bộ đồ này nha. Rồi các bạn sẽ nhận được 15 kim cương. Rồi, đây thích nhất là cái mũ này nè mọi người. Rồi, mũ mặt nạ mặt mèo. Và tiếp tục là cái bộ đồ này thì trong phần quà tặng cũ rồi, này cũng cũ rồi. Rồi và một cái đôi dép cũng rất là dễ thương ha. Theo nhà bác Thành không cho cái bộ đồ mới luôn, tự nhiên lấy lại cái bộ đồ cũ ta. Không sao, nhưng mà có hai cái món này mình thích mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ mặc vô cho mọi người xem nha. Rồi một đôi dép nè, với lại là cái mặt nạ. Ô đó 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 đó, mặt nạ mặt mèo, mắt mèo hả, mặt nạ mắt mèo nha mọi người. Đấy thì mặc chung với bộ đồ này luôn, mình khỏi mặc bộ đồ ngủ các bạn. Đấy, hai món trang bị mới đó mọi người. Bạn nào thích thì có thể là mua gói một cũng được, trừ cái mũ ra thôi mọi người. Còn lại ba món này đẹp ha, ba món này đẹp độc quyền. Còn thôi là các bạn mua gói hai thì các bạn sẽ được một cái mặt nạ độc quyền. Đấy, mặt nạ mắt mèo. Rồi xin lỗi mọi người ơi, dễ thương nha. Và mình cũng sẽ mở mini game để tặng cái gói pyjama này cho mọi người nha. Đấy, tham gia ở dưới phần comment game mình có để lên nha mọi người. Điều kiện là các bạn phải like video này và đăng ký kênh ha. Bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ trong ngày hôm nay đây. Rồi nhận phần thưởng các bạn. Nhận phần thưởng tiền xu trong quà đăng nhập hôm nay nè. Sau rồi mình sẽ đi làm nhiệm vụ. Hôm nay thì nhà phát hành cũng không bán cái gói xu ha. Không biết là ngày, chắc ngày mai là nhờ mọi người. À quên, mình quên nhận quà đăng nhập trong ngày hôm nay. Đây thì các bạn sẽ nhận được 30 kim cương nha mọi người. 30 kim cương ha. Ngày mai thì các bạn, ngày mai là ngày thứ bảy thì các bạn sẽ nhận được cái băng đô đùi gà. Một băng đô đùi gà là giờ ai cũng có luôn. Một giờ mỗi người cũng phải có mấy cái chứ không phải một cái đó mọi người. Cái băng đô đùi gà nè. Rồi nhận phần thưởng 30 kim cương trong ngày hôm nay ha. Xịn sò nha mọi người. Rồi tiếp tục mình nhận mấy cái điểm này để một xíu mình mở cái hộp. Mở cái hộp, giờ mở cái hộp hay là đổi bếp đây các bạn. Đổi bếp mang về trưng bày đi coi sao đây. Rồi đi làm nhiệm vụ nha mọi người ơi. Mặc cái đồ mới xinh xắn này mới ngủ dậy đi làm nhiệm vụ. Đây tìm bí ngô hả. Rồi hôm nay thì mình chưa câu được cá vàng luôn mọi người. Hôm nãy thì chưa tới giờ reset ngày á, cho nên mình chạy ra mình câu mấy con cá vàng thì mình chả câu được con nào hết. Đi tìm mấy quả bí ngô rồi các bạn. Rồi trả nhiệm vụ nha các bạn ơi. Trời đất ơi, nhiệm vụ còn rất là nhiều luôn các bạn ơi. Chắc là mình sẽ tua nhanh cho mọi người xem nha. Rồi xong nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Hiện tại hôm nay thì mình chưa có câu được cái gì, cho nên là làm mới có 3.000 mấy điểm thôi. Chứ bình thường là làm lên 3.500 luôn nha mọi người. Đấy thì không biết là ngày hôm nay có gì mới không ta. Ngoài trừ bộ đồ ra thì bán lại nha mọi người. Bán lại đồ không à, không có đồ mới ha. Ôi toàn là đồ bán lại không nè. Trong hộp quà cũng không có gì mới luôn. Để mình mở hộp bịch coi thử là mình có được 20 kim cương không. Rồi luôn, 50 tiền sao, lỗi luôn mọi người. Trời ơi, ra đôi dép. Nhắn quá lắc luôn mà, lắc lỗi luôn mọi người. Trời ơi, được một kim cương nha mọi người. Rồi, mình sẽ tiếp tục mở coi thử là ngày hôm nay là được một nửa không ha. Để ngày mai mình nhận hộp quà cuối cùng nha mọi người. Rồi, bạn tiếp tục mở những cái hộp bingo. Trời ơi, được vỏ bánh nè. Vỏ bánh thì quá trời luôn. Rồi chủ yếu là mở cái này để lấy thảm nữa các bạn, nhưng mà hoặc là lấy đồ để tái chế ha, chứ bây giờ mình đổi cái bếp á thì cũng hơi bị nhiều quá, nhiều điểm á mọi người. Cái bếp hình như 3.000 4.000 gì á, tao xem cái bếp đâu.
Đây cái bếp 4.000 nha mọi người. Trời ơi cái bàn cũng 4.000 luôn. Trời ơi mắc dữ ta. Cái ghế 900 điểm nè. Cái này cũng đẹp này. Cái gì đây không biết nữa. Bó rơm hình như là có thể đốt được đấy mọi người. Rồi mọi người có thể nếu mình thích decor thì có thể đổi mấy cái đó để decor ha. Còn mình sẽ kiếm đồ để tái chế với lại là kiếm cái thảm để mà decor. Cái thảm bằng bán bằng kim cương các bạn, hơi mắc cho nên là mình sẽ kiếm trong đây. Đấy được kim cương được quá trời, là trung bình một ngày mở cũng được mấy kim cương đó mọi người. Rồi, nãy giờ mở vỏ bánh không vậy ta, hoặc là mở ra mấy cái băng đua á, xong các bạn tái chế cũng hơi bị nhiều điểm ha. Vỏ bánh này, vỏ bánh nữa này, rồi mấy cái khối đó tái chế được luôn nha. Rồi tới được một nửa không ta, còn một ngày mai nữa là mọi người có thể là mở hộp quà cuối cùng được rồi. Ngày mai là thứ hai đó, hộp quà cuối cùng là các bạn sẽ có cái xe, không biết là cái xe đó tốc độ bao nhiêu đúng mọi người. Mình nghĩ cái xe đó tốc độ không có cao đâu, mình nghĩ tốc độ 3 thôi, tại vì xe này thuộc dạng xe kéo mọi người, xe kéo giống cái xe tình yêu ha, nhưng mà cái này hình như cũng chở không được người đâu. À hình như chở được người á, mình thấy kiểu có cái ghế trên xe kìa, kiểu nó xếp thành cái ghế đó mọi người, kiểu đây được một cái thảm, hình như chở được người hay sao đó mọi người ơi, mình nghĩ là chở được người. Xe tạ ơn ha. Còn cái xe tình yêu thì mình có thể là chở hai người được đúng không ta? Nhớ không nhầm. Lâu quá rồi không lấy cái xe tình yêu ra xem nữa. Một xíu mình lấy ra xem thử. Rồi hôm nay mở cái hộp bí ngô này không được cái gì luôn ta, không được cái băng đôi nào luôn á. Xui vậy. Xui vậy mọi người. Rồi. Vậy là chuẩn bị là khối nữa nè. Mình nghĩ là ngày hôm nay là nhà phát hành bán cái điểm đó, su bông lúa chứ, mà không bán luôn nha mọi người, không bán luôn nha. Ở trời thiếu điểm mà, hình như trong đây có nhiệm vụ nè, ăn bánh bí ngô ngọt ngào, hình như mình có bí ngô lẻ trong đây thì phải, bánh táo, bánh chanh, khoai tây nghiền, bí ngô không có. Trời ơi đâu, mình mua cái bánh bí ngô, mình mở thêm cái hộp nữa đã. Ai đã xài cái này vậy? Bí ngô ngọt ngào đây. Rồi ăn luôn, hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn mọi người. Bí ngô ngọt ngào đây. Rồi được 140. Rồi luôn ra cái đồ ăn luôn. Rồi. Vậy là ngày mai còn một xíu thôi các bạn ơi, còn một xíu thôi. Ngày mai mình sẽ mở được hộp quà cuối cùng ha. Nếu mà đúng tiến trình thì mọi người cũng sẽ mở được vào ngày mai nha mọi người. Còn xíu xíu nữa thôi. Với lại là mình còn nhiệm vụ thủy vương đi bắt cá dẹt nữa, làm bánh cá dẹt nữa, mà một xíu mình sẽ đi câu sau. Bây giờ là hết thời gian rồi. Để xem cái xe tình yêu coi thử là lâu lắm rồi mình không lấy cái xe tình yêu ra. Xe tình yêu có khi là mình để ở nhà không ta? Không có đâu, hình như mình mang theo á. Đã mất tiêu rồi ta. Đây 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 cái xe tình yêu đây mọi người, đây nó y như cái xe tình yêu này nè, nhưng mà cái mình nghĩ cái xe tạ ơn á thì nó chỉ là chở một người thôi, còn cái xe tình yêu này chở hai người luôn ha, chở hai người phía sau luôn nha mọi người. Cái xe tình yêu này thì tốc độ nó cỡ tốc độ 3 thôi mọi người. Đâu rồi cái tốc độ xe đâu rồi, đây cỡ tốc độ 3 thôi. Mình nghĩ cái xe tạ ơn này á thì nó cũng sẽ tốc độ 3 luôn á mọi người, nhưng mà nó chỉ chở một người, mình nghĩ là nó chỉ chở một người được thôi. Rồi ngày mai đón xem clip vào ngày mai để xem mình mở cái xe cuối cùng nha các bạn ơi. Yeah, và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Đây cái bộ đồ mới dễ thương nha mọi người, bộ đồ phụ kiện đi ngủ. Bye bye mọi người.